Tập 19. Cô có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Cô dùng thanh kiếm này từ kết liễu đi, ta sẽ thả Hậu Trì ra. Buông kiếm xuống, đừng động vào cô ấy. Tuy cô là người ma đạo nhưng lại có tình có nghĩa. Ta tin là cô sẽ không nuốt lời. Tất cả những người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Thời hạ. Thời hạ. Hậu Trì. Thì ra là linh lực của khế ước Huynh muội. Muội không sao chứ? Không sao. Huynh không sao là tốt rồi. Thời hạ. Khoan đã. Ma Tôn không điều tra kẻ đã xuất linh trăng nữa sao? Còn đầy thời gian, từ từ điều tra thôi. Trì Nhi, lời sư phụ vừa mới nói còn đã quên ngay được. Xem ra Trì Nhi đã sớm nhận người muội muội này rồi. Cũng may nó vẫn chưa hiểu sự khác biệt giữa muội muội và phụ nữ. Có lẽ giữa hai người họ giữa khế ước huynh muội không phải là chuyện xấu. Thôi bỏ đi. Cuộc tuyển chọn minh chủ sắp diễn ra, rồi chuẩn bị thật tốt đi. Đừng để Thời Hạ làm con phân tâm nữa. Đa tạ sư phụ. Đồ Nhi biết rồi à? Đồ Nhi xin ghi nhớ lời dạy dỗ của sư phụ. Mấy ngày này không được đụng vào nước. Đã nghe thấy chưa? Từ sau khi ra khỏi khu rừng hắc ám, có thấy chỗ nào không khỏe không? Anh hỏi thế làm gì? Đôi mắt của Tắc Hồng đã bị mù rồi. Xem ra truyền thuyết về khu rừng hắc ám là thật. Sư huynh, muội tìm huynh khắp nơi đấy. Huynh làm sao vậy? Muội tìm ta có việc gì? Từ sau khi ra khỏi khu rừng hắc ám, sư huynh có bị mất thứ gì không? Không có. Muội xem chẳng phải ta rất ổn sao? Vậy thì tốt, vậy muội yên tâm rồi. Sư huynh, huynh ấy đều là dì em. Đừng có ngắt lời. Đang hỏi em đấy. Em sao? Em không sao. Chúng ta cũng đâu phải là người của thế giới này. Hơn nữa, chẳng phải còn có ánh hào quang nam chính của anh bảo vệ em sao? Thật đấy à? Anh cứ yên tâm đi. Phải rồi. Em hỏi anh về người này nhé. Lâm Khuê, có quen biết không? Lâm Khuê? Không quen. Sao vậy? Hôm nay chính là hắn đã dụ em vào trong bức họa. Lần trước ở Trấn Tiên Ma, tin tức anh bị bắt cóc cũng là do hắn báo cho em. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Tả hộ pháp. Có. Bắt Lâm Khuê về đây. Vâng. Thời Hạ, anh cảnh cáo em đấy. Không được một mình chạy lung tung. Làm gì cũng phải đưa anh đi theo. Có nghe thấy chưa? Em biết rồi. Trong phòng hơi bí bức. Em ra ngoài đi dạo một chút. Không được động vào nước đâu đấy. Nghe nói con trai của trưởng môn phái Ngọc Hoa bị mù rồi. Vì đi tới khu rừng hắc ám đó thê thảm quá, Đi qua đi lại xin đừng bỏ lỡ. Hàng thật, đồ thật, nhìn là biết ngay. Đi ngang ghé qua chào xem đi nào. Xem đi nào. Các vị soái ca, các vị mỹ nữ, mau tới xem đi nào. Thời hạ, thần kỳ thật. Sao mà sư huynh lại biết mùi? Sau khi bị mù, tứ tri khác đều rất nhạy cảm. Sư huynh, mắt của huynh mù tuyệt đối. Đừng có xin lỗi đấy. Nếu muốn làm gì đó cho ta thật thì mùi hãy chịu hết trách nhiệm với tất cả trà sữa trong nửa đời còn lại của ta. Bắt đầu từ ly này nhé. Sư huynh, muội còn bận việc, muội đi trước đây. Sư thúc, là ta. Sư thúc đã chuẩn bị quà cho con đây. Nào, đây là gì vậy à? Sư thúc làm đi cho con đấy. Hiện giờ con không tiện lắm. Lỡ như gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Nhấn nhẹ vào chỗ này là có thể bắn linh tiện bất cứ lúc nào. Ít nhất thì cũng phòng thân được, để mấy tên yêu ma quỷ quái đó không tới gần con nữa. Tạ ơn sư thúc. Tất Hồng, hiện giờ con như vậy thì hãy từ bỏ cuộc tuyển chọn minh chủ đi. Không làm phiền nguyên trưởng môn đâu à. Tư cách dự thi của con cũng không phải là do Phán Ngọc Hoa dành được cho con. Sư huynh, đệ có vài lời đệ nhìn rất lâu rồi. Huynh có khăn với Tắc Hồng quá đấy. Mọi người đều biết nó là đứa con trong nhân gian của huynh. Đúng là không có được đinh trăng. Sư huynh mới lấy đó làm xấu hổ. Nhưng Tắc Hồng cũng đâu có làm gì sai. Đều là lỗi của ta. Ta không nên sinh ra nó. Lúc đó chính Lâm Khuê dụ mùa vào mật đạo. Trước khi mùa bị dẫn vào trong bức quà thì đã nhìn thấy rất nhiều linh căn. Chỉ cần chúng ta tìm thấy mật đạo thì chắc chắn sẽ có phát hiện lớn. Chính là chỗ này. Đây chính là linh căn sao? Sư thúc, mà Tôn vừa mới vào đây. Linh căn bí tịch. Có lẽ thứ này sẽ có ích cho Tắc Hồng. Chúng ta hãy mau đi báo cho trưởng môn các phái đi. Đi thôi. Ma đầu, quả nhiên là ngươi. Chịu chết đi. Thanh Phong, Thanh Phong, Đây chính là độc của chiêu phái Thanh Thành, thủ để trù tân. Chỉ khi nào định điều chết với đối thủ thì mới dùng chiêu này. Là cô ấy ra tay trước, linh căn cô ấy đã bị tổn hại, cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Thanh Phong, sao mà cô lại không tin ta chứ? Ta từng nói với cô, Ma Tôn thực sự chưa từng giết người. Cô muốn ta tin cô như thế nào đây? Linh căn được giành lại từ tay các người mà. Xem đó, đây chính là kết cục của làm việc tốt. Ta điều tra ra chân tướng cho các người. Các người thì hay lắm, không phân biệt trắng đen để đưa ra kết luận. Đều là hiểu lầm. Bọn tôi cũng vừa mới tìm ra, còn dám nói là hiểu lầm. Ca ca của ta năm đó cũng bị rút linh căn. Cô còn nhớ không? Ta từng nói với cô, ta cũng có một ca ca. Năm đó mà phái nhuộm máu Thanh Thành, nếu không phải ca ca ta liều chết đưa ta đi, ta đã thành quan hồn với lưỡi đao rồi. Mối hận thù chồng chất này ta chưa từng quên một khắc nào. Ta xin gia nhập phái Ngọc Hoa chính là vì để có một ngày có thể giết ma đầu, báo thù cho người thân của ta. Thanh Phong, cô thà làm bản thân bị thương, không muốn khiến ta bị thương. Mối ân tình này ta khắc ghi trong lòng. Nhưng chuyện rút tinh căn thật sự không liên quan gì tới Ma Tôn. Ta có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Cho dù không phải là Ma Tôn thì cũng liên quan tới ma phái. Những vật chứng đó chúng ta cũng đều đã nhìn thấy cả rồi. Ma Tôn, ngươi cần cho mọi người một câu trả lời. Xin trưởng môn hãy điều tra rõ. Con cho rằng trong chuyện này Lâm Khuê rất khả nghi. Cô đừng ăn nói lung tung. Lâm Khuê, ngươi đổ trách nhiệm cho một người đã mất tích lâu nay, thật là một âm mưu tuyệt vời đấy. Phải đấy, nếu không giao ra hung thủ thực sự, bọn ta nhất định sẽ sang bằng mà phải các ngươi. Có võ thể tới đây, ta sợ các ngươi chắc. Quân thượng, bắt được Lâm Khuê rồi. Lâm Khuê, kẻ rút đinh căn là ta. Các người muốn chế muốn giết thì cứ diệt. Lâm Khuê, sao có thể là ngươi được? Ngươi nói thật đi, có phải có kẻ đã uy hiếp hay dụ dỗ ngươi không? Ta nói thật, ta không tin. Sư tôn, ngươi đừng thấy ngày thường Lâm Khuê tinh nghịch, nhưng hắn là người rất có nghĩa khí với bạn bè, có hiếu với cha mẹ, có đồ ăn gì ngon cũng đều nhớ mang về. Một người như vậy, con không tin là hắn có thể làm ra chuyện ác độc như rút đinh căn của người khác. Quỳnh nói xong chưa? Hãy nghe rõ đây. Rút đinh căn là bí thuật tổ tiên của ta truyền lại. Vốn nghĩ tu tiên ở phái Ngọc Hoa rồi thì không cần dùng tới nó nữa. Chẳng ngờ rằng con đường tu tiên vừa dài vừa trắc trở. Cho nên ta muốn dùng linh căn của người khác để nâng cấp cho bản thân ta. Như là tên khốn, quả thật ta nhìn nhầm ngươi rồi. Lâm Khuê, ngươi có từng nhớ ngươi từng là đệ tử của phái Ngọc Hoa ta không? Hôm nay bản tọa quyết không ngừng tay với ngươi. Đợi đã, các vị không cảm thấy vụ án này quá đơn giản hay sao? Đứa con gái này, hay cô muốn ta diễn làm mẫu rút linh căn ngay tại đây? Lôi xuống. Đứng lên. Ma phái cứu cả nhà ta, có thể chết cho ma phái. Lâm Khuê đời này không hối tiếc. Đưa đi. Vụ án này đã sáng tỏ rồi. Mời các chị yên tâm tiếp tục tìm kiếm Thánh Y. Các ngươi đúng là chậm chạp quá. Tới bây giờ, một chút manh mối của Thánh Y cũng chẳng có. Thần quan đại nhân, đã ra cô không nên ra đề thi này. Còn chưa bắt đầu thi thố gì mà bọn họ đã làm loạn cả ma phái của ta rồi. Ma Tôn giỏi ăn nói quá, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu bản tọa. Như vậy đi, bản tọa tiết lộ thêm cho các ngươi một manh mối nữa. Bạch ngân Thánh Y vốn là chiến bào. Ở phàm tục, chiến bào khát máu. Còn chiến bào ở tiên giới thì khát linh lực. Khát linh lực à? Thần quan đại nhân, bản tọa còn có một việc muốn nhận người làm chứng. Nguyên chiếu trưởng môn đừng khách sáo. Bản tọa mấy nghìn năm nay khó khăn lắm mới có chuyện vui để xem. Ta không bỏ qua cơ hội đâu. Hầu trì. Hôm nay Di sư làm chủ, cho phép con và thời hạ chính thức kết thành huynh muội. Thần quan đại nhân và chư vị ở đây hôm nay đều là người chứng kiến. Cái gì? Khi trước, tôn trưởng của tiên phái đã tận mắt nhìn thấy khế ước huynh muội của hai con. Khế ước thông với huyết mạch, xem như người trong nhà. Sư huynh, không phải huynh không để thời hạ tiếp cận hậu trì sao? Khế ước huynh muội này quỷ bỏ là được rồi. Khế ước nào phải là trẻ con chứ. Hậu trì, từ nay về sau con phải xem thời hạ như muội muội ruột của mình. Đa tạ sư phụ tác thành. Muội muội ruột, hay cho hai chữ tác thành. Lão già này đúng là thông minh. Hậu trì nhận muội muội trước bao nhiêu người cũng chính là cắt đứt khả năng phát triển thành người yêu. Cũng tốt, vừa đúng ý của mình. Dù sao thì mình mới là anh ruột của thời hạ. Hắn cùng lắm chỉ là anh trai kế thôi, cũng còn hơn phải thêm một tên em rể. Phải đó, đây đúng là chuyện tốt. Tối nay ta mời khách nhé. Huynh đừng gây rối nữa. Còn đứng đó làm gì? Mau hành lễ với thần quan đại nhân đi. Đa tạ thần quan đại nhân. Các chị, thời hạ là người của ma phái, quan hệ mật thiết với Ma Tôn. Còn hậu trì là học trò cưng của bản tọa. Tuy khác môn phái, nhưng mà tình như ruột thịt. Hôm nay hai người chính thức kết thành huynh muội. Đây chính là cột mốc đánh dấu hai phái tiên và ma chính thức giải hòa. Đúng thế, tiên ma hòa giải là xu hướng tất yếu. Hôm nay có nhiều sự việc xảy ra, các vị hãy quay về nghỉ ngơi sớm. Những linh căn kia tạm thời do tiên phái bảo quản. Đợi kỳ thi kết thúc sẽ tiến hành xử lý ổn thỏa sao? Cứ theo ý của nguyên chiếu trưởng môn mà làm. Vậy mọi người giải tán thôi. Muội muội dừng bước, nói chuyện đi. Muội muội, thật ra chỉ cần có ca ca ở bên cạnh Thu Ly thì Thu Ly chơi gì cũng thấy vui hết. Có ca ca ở bên cạnh mà. Thu Ly, ta không bỏ rơi muội đâu. Trong thời gian tìm Thánh Y, muội hãy ở trong ma động này. Đợi ta quay lại, ta sẽ cùng chơi tiếp. Ca ca, không ngờ tới cuối cùng Huynh vẫn bỏ rơi Thu Ly. Ngươi tới làm gì? Ta tới làm gì à? Tất nhiên tới bổ thuốc cho cô rồi. Cô có biết vì sao có một mình ta tới chăm sóc cho cô không? Đó là gì? Họ đều không quan tâm cô bằng người huynh đệ ta đây. Ta không cần. Ngươi hãy đi đi. Ngày thường cô hung dữ với bạn thiếu gia cũng được đi, nhưng bây giờ thương tích như vậy rồi, cô đừng cứng đầu nữa. Ngươi làm gì thế? Bạn thiếu gia bôi thuốc thôi là vinh hạnh của cô đó. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Cảm giác vừa rồi là rung động sao? Để nào bạn thiếu gia? Nhiệt liệt chúc mừng thời hạ hậu trì kết thành huynh muội. Quán trà sữa Ma Bay Bay đồng loạt nửa giá, toàn bộ giảm nửa giá đây. Anh bày trò khuyến mãi như vậy chứ, toàn gây thêm chuyện. Anh vui, anh mừng đó. Vui mừng cái gì? Cứ để anh có thế đâu. Lúc đầu anh bày trò tổ chức cuộc thi tuyển muội muội Trấn Tiên Ma, chẳng phải là vì không muốn huynh ấy làm anh trai em. Sao bây giờ thái độ của anh lại quay ngoắt 180 độ thế? Bởi vì anh đã ngộ ra một việc. Thêm một huynh đệ chẳng tốt hơn thêm em rể sao? Chú ý cách dùng từ của anh đấy, coi chừng em tẩn anh một trận. Con bé này, em hãy từ bỏ đi. Hai người bây giờ là huynh muội hợp pháp, nhưng lúc còn sớm thì dập ngay mầm móng tình yêu đi. Em làm gì có, không có thì tốt. Nếu không người đau khổ là em đó. Anh thấy hậu trì vui vẻ lắm, giống như hắn thực sự xem em là em gái vậy. Muội muội, sao muội lại một mình ở đây vậy? Hậu trì tiên trưởng. Các gì? Vị này chính là muội muội của tại hạ. Chúc mừng, chúc mừng. Đợi ta. Xin lỗi nhé, đi đứng không có mắt à. Vì quân đài này, vị này chính là thời hạ, muội muội của tại hạ. Thế thì sao chứ? Huynh đài vẫn chưa chúc mừng bọn ta nữa. Bà cô một mình đứng đây làm gì thế? Ca ca của cô đã đi rồi.